Phan, sao anh lại ở đây ạ? Anh qua lấy vở. Mai thi rồi đấy, không định trả vở cho anh à? Thôi chết rồi, em vẫn còn chưa học hành gì cả. Em vừa đi làm về đấy à? Vâng, đợi em một tí nhá. Anh có uống nước không ạ? À, không, không cần đâu. Sao anh lại đứng ở bên ngoài? Anh đứng ngoài này được rồi, nhỡ có ai nhìn thấy lại không hay. Tạo chuyện lần trước anh nhỉ? Chuyện ngày hôm đấy anh cũng quên rồi. Mà nói chung là em cũng phải cẩn thận một tí đi, chứ em là con gái, còn ở một mình nữa. Đừng có mà ai cũng mời vào nhà như thế. Em nhớ rồi, đợi em một tí. Cảm ơn anh. Cảm ơn quyển vở này á. Chắc gì em đã mở ra đọc được chữ nào mà cảm ơn. Vì anh đã quan tâm đến người bạn học cùng bán như em. Em quên mất mình còn là con nợ của anh à? Anh không quan tâm đến em, rồi ai trả tiền cho anh? Ơ nhờ, em còn nợ của anh bao nhiêu đấy? Anh không nói thì em cũng quên xử mất. Anh Phan, anh không lấy tiền à? Cái tên này.